Xin chào cô bác anh chị. Video này tôi sẽ dẫn mọi người đi tham quan chùa Châu Thới ở Bình Dương. Mời mọi người đón xem. Đường vào chùa Châu Thới khói bụi mịt mù. Mọi người trước khi đi vào nơi này nhớ mang theo kính mắt và khẩu trang để bớt đi sự khó chịu nha. Nguyên nhân là vì lối vào phải đi ngang mỏ đá Tân Vạn. Đây là một trong những nơi khai thác đá của miền Đông Nam Bộ. Bây giờ tôi sẽ chạy xe lên dốc để vào chùa. Hiện tại thì chùa có hai đường để đi vào. Một đường chạy xe, đường thứ hai là phải leo 220 bậc thềm để lên tới chùa. Đường cho xe chạy rất dốc và quanh co, hơi nguy hiểm. Tôi phải cho xe chạy số 1 thì cái xe mới chạy nổi. Đoạn dốc này cũng không được rộng lắm, nhiều khi sẽ có xe máy hoặc xe ô tô đi ngược chiều về, rất dễ xảy ra tai nạn. Đây là con đường thứ hai để vào chùa, tôi sẽ đi xuống đây trước để cho mọi người xem hòn đá ông tà linh thiêng của ngôi cổ tự này và để có thể ngắm cảnh đẹp ở chân núi Châu Thới. Chùa Châu Thới là nơi sinh sống của mấy con khỉ, nếu có thể mọi người hãy đem một chút hoa quả cho tụi nó. Cảnh nơi tôi đứng rất đẹp nhưng cũng rất nguy hiểm, mọi người nên cẩn thận khi đứng ở nơi này để đề phòng bất trắc. Chùa Châu Thới là ngôi cổ tự linh thiêng ở miền Đông Nam Bộ, với nhiều bí ẩn như việc cặp đôi yêu nhau lên đây rất dễ bị chia tay, hòn đá ông tà trấn giữ chùa làm mất sóng điện thoại. Những bí ẩn này ngày càng được lan xa và làm cho chùa thêm nổi tiếng. Vì thế mà khách thập phương đến viếng chùa ngày càng đông để có thể tận mắt chứng kiến thực hư những việc này như thế nào. Thực tế thì tôi thấy có hai hòn đá ông tà, một là ông tà nhỏ đi lên một chút là ông tà lớn. Hai hòn đá đều nằm ở giữa đường đi lên chùa, riêng ông tà lớn nằm ở bậc thang thứ 170 và thường xuyên được nhang khói nghi ngút. Theo tín ngưỡng địa phương thì ông tà là vị thần Netta của người Khmer và cũng được người Việt thờ phụng gọi là ông tà. Chúng ta có thể hiểu đây là vị thần núi canh giữ ngôi chùa, tức là sơn thần. Tục truyền rằng ngày xưa khi xây dựng đường vào chùa, tức là năm 1971, nhà chùa phải đập đá, dẹp bớt đường đi lên và xây từng bậc thang xi măng. Cá biệt có hai hòn đá không có cách gì để phá hủy, dùng búa đập té lửa cũng không hề lay chuyển. Người ta cũng đã nhiều lần phá hòn đá bằng bom mìn nhưng cũng vô ích. Trong lúc người dân đã bất lực thì vị sư trụ trì lúc đó đã hay tin. Ông cho rằng đây là hòn đá linh thiêng, là vị thần canh giữ của chùa nên đã cho giữ nguyên vị trí hai hòn đá, viết dòng chữ Hán tà lão Trung Sơn lên và thường xuyên thờ phụng nhang khói. Lại có tin đồn là khi vào khu vực kể từ đá ông tà lên khuôn viên chùa thì sóng điện thoại bị mất đi một cách bí ẩn. Câu chuyện ly kỳ này ngày càng được thêu dệt, tạo nên màu sắc huyền bí của ngôi cổ tự. Cá nhân tôi kiểm chứng bằng chiếc điện thoại Sony XZ thì cũng cảm thấy sóng điện thoại bị yếu đi hẳn. Cái điện thoại tôi có thể bắt được sóng 4G nhưng lúc đó nó chỉ còn 3G cộng và việc truy cập internet bị yếu đi rất nhiều. Tuy nhiên không tới mức hoàn toàn mất sóng, không thể liên lạc được. Ngẫm lại thì nếu với điện thoại đời cũ thì việc hoàn toàn mất sóng có thể xảy ra như lời đồn. Riêng về tâm linh thì tôi để cho mọi người tự cảm nhận. Còn nếu nói về lý giải khoa học thì theo tôi biết, việc mất sóng này rất dễ hay xảy ra ở những nơi có nhiều nhà cao tầng, nơi địa danh có kiến trúc phức tạp và ở gần đồi núi. Có thể là sóng điện thoại bị suy yếu khi xuyên qua địa hình kiến trúc dày đặc. Ngoài ra cũng có thể là do từ tính trong đá làm suy yếu tín hiệu điện tử. Mọi người có dịp đi đến nơi này nhớ thử xem cho biết nha. Đứng gần vách thành của khuôn viên chùa, nhìn ra xa chúng ta có thể thấy toàn cảnh Bình Dương, nhìn những dòng xe cộ chạy trên những cung đường, cảnh khai thác đá. Phong cảnh ở đây rất đẹp và hữu tình, không khí cũng không quá bụi bặm như ở dưới chân núi, cảm giác như trút bỏ mọi muộn phiền của cuộc sống. Châu Thới là một địa danh lịch sử nổi tiếng tại Bình Dương, được xếp hạng là di tích cấp quốc gia năm 1989. Chùa nằm trên núi Châu Thới, xưa kia gọi là núi Chiêu Thới, hiện tại thuộc địa phận xã Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Đây là địa danh rất đẹp, nổi bật khi đứng từ xa nhìn về núi. Bởi vì xung quanh núi đều là vùng đồng bằng, có nhiều mỏ đá bao quanh, với diện tích khoảng 25 hectare và độ cao 82 mét so với mực nước biển, thì lúc tôi chạy trên quốc lộ 1K, từ mấy km là đã có thể thấy được núi Châu Thới.
Về lịch sử của chùa thì địa danh này được cho là xây dựng từ năm 1612, tức là đầu thế kỷ thứ 17. Cũng có tài liệu cho rằng chùa được xây dựng từ năm 1681. Đây là ngôi chùa xưa nhất Bình Dương. Ban đầu chùa là một cái am nhỏ, được thiền sư Khánh Long theo hệ phái Phật giáo Bắc Tông dựng nên. Sau am thờ trở thành chùa Hội Sơn, rồi đổi thành chùa Châu Thới cho đến ngày nay. Đây là một ngôi chùa rất cổ, là dấu ấn lịch sử trong việc mở đất của người Việt ở miền Nam thổ trước. Tương truyền rằng thiền sư Khánh Long đã tu học và đắc đạo từ nhỏ, cảm thương cho những khó khăn của con người khai hoang đất đai ở vùng Nam Bộ. Ông đã đi theo họ, hàng ngày tụng niệm và cầu an cho mọi người. Nổi bật trong quần thể kiến trúc chùa Châu Thới là hai tượng Phật Quan Âm cao 20m với hai tư thế khác nhau. Tượng được dựng to đến mức mà chúng ta có thể thấy được từ rất xa trước khi đến chùa. Bao quanh lan can của chùa là những con rồng vàng trông rất đẹp và trang nghiêm. Nơi đây được xây dựng tại đỉnh núi Châu Thới với phần móng được bao quanh bởi những bức tường xi măng cao hơn 20m dựng từ lưng chừng núi lên đến gần đỉnh. Sau đó mới tiến hành xây mặt bằng cùng với nhiều kiến trúc đẹp. Kiến trúc của chùa lấy màu nâu và vàng làm chủ đạo. Các chi tiết được trang trí rất công phu với nhiều mảnh gốm sứ, màu sắc ốp nên hình con rồng dài ở đầu đao của các mái chùa và hướng về nhiều phía. Chùa đã tồn tại gần 400 năm, trải qua nhiều biến cố của lịch sử, sự tàn phá của thời gian nên đã không còn giữ được nét nguyên thủy ban đầu như mới hình thành, nhưng đã thêm vào nhiều công trình mới cũng rất đẹp và quý giá. Nãy giờ đi vòng vòng trong chùa, tôi thấy có mấy con khỉ hay leo trèo khắp nơi. Chúng cũng khá hiền lành, nhưng đừng có chọc ghẹo tụi nó, lỡ bị cắn thì khổ. Có một ông vô viếng chùa, không hiểu vì sao mà bị con khỉ chôm mất cái nắp lưng điện thoại, rồi leo lên ngọn tháp, không có cách gì để lấy lại được. Nên mọi người nhớ coi chừng tụi nó tái mái giật đồ. Hello, làm gì vậy? Ngoài câu chuyện về đá ông tà là mất sóng điện thoại, chùa còn có giai thoại khiến nhiều cặp đôi viếng chùa trở về rất dễ chia tay. Không rõ thực hư ra sao, nhưng nếu việc này là có thật thì có lẽ những cặp đôi đó vốn mang tà tâm trước khi lên chùa nên đã bị quả báo. Hoặc họ không có duyên phận với nhau nên đã sớm chia tay. Cũng có thể họ không tôn trọng chốn tôn nghiêm, linh thiêng. Chứ nếu những người có thiện tâm, yêu thương nhau thật lòng thì họ sẽ thường được bên nhau hạnh phúc.
Hiện tại thì chùa là một tổ hợp nhiều công trình kiến trúc đa dạng, gồm các nơi thờ tự Phật Di Lặc, Linh Sơn Thánh Mẫu, Ngọc Hoàng Thượng Đế, Diêu Trì Kim Mẫu, Ngũ Hành Nương Nương, Tập Điện Diêm Vương, Đức Phật Thích Ca cùng các đệ tử, qua đó cho thấy tinh thần hòa hợp tín ngưỡng Phật giáo cùng với tín ngưỡng dân gian địa phương. Với địa hình núi cao nổi bật, chùa Châu Thới là nơi hội tụ linh khí của đất trời, trở thành nơi linh thiêng bậc nhất của miền Đông. Cùng với lối kiến trúc đặc sắc và không khí an lành mà chùa ngày càng có thêm đông du khách về vãn cảnh, cầu mong hạnh phúc. Đây quả là một địa danh du lịch tâm linh không nên bỏ qua khi đi đến Bình Dương. Cảm ơn cô bác anh chị đã xem video. Nếu thấy hay, hãy bấm thích, nhớ đăng ký và chia sẻ cho nhiều người cùng xem.